Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Dân Dã. Dồi trường thì mình thường hấp xào hay là luộc, thì hôm nay mình sẽ thử làm dồi trường hấp mắm nhĩ xem ha. Bởi vì mình thích cái hương vị đậm đà của món gà hấp mắm nhĩ đó, nên mình sẽ làm thử cái món này. Và nguyên liệu đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ có phân nửa cái dồi trường khoảng 300g. Dồi trường thì mình đã luộc sẵn. Gia vị thì có 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh tiêu, 1/2 muỗng canh nước mắm loại ngon có độ đạm trên 40 độ, 1/2 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tương ớt, 1 củ hành tây, tỏi và hành tím, ớt sừng, ngò rí và hành lá. Dồi trường mua về mình sẽ rửa sạch với muối giấm. Khi luộc sẽ cho một chút giấm rượu và vài lát gừng, đậu hành. Khi nước sôi rồi thì mình sẽ cho dồi trường vào luộc. Tùy từng cái dồi trường to hay nhỏ mà mình canh chỉnh thời gian ha. Sau 15 phút luộc thì dồi trường cũng đã chín. Mình sẽ vớt ngay ra và cho vào thau nước đá có sẵn. Ngâm khoảng 10 phút, như vậy thì dồi trường sẽ rất là giòn. Sau khi dồi trường săn lại thì mình sẽ vớt ra để ráo và mình sẽ thái miếng vừa ăn ha. Hành tỏi thì mình sẽ đập dập và băm nhỏ. Hành tây thái muối cau, sau đó mình gỡ ra cho rời ra từng cánh. Gừng thì thái sợi, mình sẽ lấy tầm 3 lát thôi. Ớt sừng thì thái sợi hoặc là thái khoanh, tùy các bạn nha. Mình có thể sử dụng ớt chuông, thì mục đích chỉ là để cho trang trí cho nó đẹp thôi. Hành lá thì cắt khúc. Cái phần đầu hành này mình sẽ bỏ chung với lại phần hành tây luôn, còn cái phần lá mình sẽ bỏ riêng. Tiếp tới là cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng lên thì mình cho hành tỏi băm vào phi cho nó vàng thơm. Khi hành tỏi thơm rồi thì các bạn tắt bếp và cho một chút nước tầm khoảng 40ml ha. Tiếp tới là mình sẽ cho hết những cái gia vị ban nãy vào cùng. Mình có thể pha sẵn cái hỗn hợp gia vị trên này vào một cái chén sẵn, sau đó là mình cho vào cùng một lượt cũng được. Và để tạo được cái màu độ vàng, bóng, đẹp mắt thì mình sẽ cho thêm một chút dầu màu điều. Tiếp tục bật bếp và sẽ nấu cho cái nước sốt này tan hết gia vị khoảng 1 phút ha. Và mình sẽ cho dồi trường vào. Đảo cho cái phần dồi trường này thấm đều. Tiếp tục rim cho dồi trường thấm hơn khoảng 1 phút. Vì dồi trường cũng đã chín sẵn rồi nên là mình không nên rim lâu, sẽ bị dai. Tiếp tục là cho hành tây và đầu hành vào. Sóc đảo khoảng 1 phút nữa là được. Mình tắt bếp và cho nốt phần hành lá, gừng, ớt vào, đảo qua là xong. Cuối cùng thì mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Theo mình cảm nhận thì dồi trường hấp mắm nhĩ này có vẻ đậm đà, thấm gia vị hơn, thơm hơn. Còn cái độ giòn thì vẫn như là mình luộc hay là mình hấp vậy đó, không hề bị dai. Rất là giòn.
Các bạn cũng thử làm cách này để đổi món cho gia đình mình ha. Nếu thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều clip mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới.